Chuyện đạo chuyện đời ngày 13 tháng 12 Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Chuyện đạo chuyện đời ngày 13 tháng 12 Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ tử đạo Việt Nam. Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Trong hang tọa đạo tại Syracuse có mộ của Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Nhưng đời sống và cuộc tử đạo của ngài không được sách sử ghi chép rõ rệt. Chúng ta chỉ biết qua các câu chuyện huyền thoại. Lucia là một thiếu nữ quý phái người Syracuse tại thủ đô miền Sicily. Mẹ của ngài gốc người Hy Lạp tên là Eutychia, có nghĩa là hạnh phúc. Sớm thành quả phụ, bà đã gắng chuẩn bị cho Lucia theo tinh thần Kitô giáo. Bà dạy dỗ Lucia ân cần chu đáo, cốt sau này Lucia có thể trở thành một tín hữu đạo đức thánh thiện, làm sáng danh Chúa. Để nêu gương khiết tịnh và can đảm hy sinh vì Chúa, bà thường nói với con gái về lòng can đảm của các vị tử đạo đã tưới máu trên đế quốc hai thế kỷ qua. Như ở Sicily, tại hải cảng Catania, nửa thế kỷ trước, thánh nữ Agatha, thay vì chối bỏ đức tin, đã khước từ tình yêu của quan cầm quyền và trung thành với Chúa Kitô giữa các cực hình. Hằng ngày, bà tập luyện cho Lucia đọc kinh, cầu nguyện, ăn chay hãm mình, sống khiêm nhường bác ái, nhất là giữ mình thanh sạch trinh khiết. Mẫu gương sáng ngời của Agatha, vị trinh nữ tử đạo này ảnh hưởng hơn hết trong tâm hồn Lucia. Ngài hết sức cảm kích trước tấm gương hy sinh từ bỏ tất cả vì lòng yêu mến Chúa của Thánh Agatha. Từ đó, hàng ngày Lucia kêu xin Chúa ban cho ngài được yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự như thế. Một thanh niên quý phái giàu có mê say sắc đẹp của Lucia, chàng đến cầu hôn. Eutychia, mẹ của ngài, nhận lời cầu hôn cho con gái mình. Lucia khẩn cầu Chúa cất xa những cuộc cưới hỏi trần thế để dâng hồn xác phụng sự một mình người thôi. Bỗng Eutychia ngã bệnh, Lucia lấy cớ này để đình hôn vì phải lo chữa trị chăm sóc cho mẹ. Và Lucia đưa mẹ sang Cantana, đến mộ thánh Agatha, và cầu xin thánh nữ cho mẹ ngài qua khỏi cơn bệnh. Lucia nghe như có tiếng thánh Agatha bảo: Lucia, sao em xin tôi điều mà chính niềm tin của em có thể đạt được? Mẹ em sẽ khỏi bệnh và em sẽ được vinh hiển ở Syracuse như tôi đã làm hiển vinh cho Cantana này. Mẹ của Lucia được chữa lành. Và để tỏ lòng biết ơn, Lucia nguyện noi gương thánh Agatha, giữ mình đồng trinh, hiến chọn tình yêu cho Thiên Chúa. Lucia xem thường những sắc lệnh bách hại đạo của Diocletiano, khấn hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Sau đó, mẹ con trở lại quê nhà. Lucia bán tất cả nữ trang, ruộng đất, rồi phát cho người khổ cực, cho người nghèo. Lucia nói: dâng cho Chúa điều ta không mang theo sau khi chết thì cũng không có gì là nhiều.
Nhưng người thanh niên từ lâu theo đuổi Ngài nghe tin đó thì tức giận. Không ăn được thì đạp đổ, cho nên mới tố cáo Lucia là Kitô hữu với Spask là người cầm quyền ở Syracusa. Đây là lúc hoàng đế Diocletiano bắt đạo dữ dằn. Biết Lucia có đạo, nhà cầm quyền ở Syracusa liền ra lệnh bắt Ngài tống vào ngục. Hôm sau, quân lính dẫn Lucia ra trước tòa án. Quan tổng đốc bảo Ngài dâng hương tế thần rồi sẽ tha cho về. Nhưng Lucia một mực từ chối. Họ đòi tước hết tài sản của Ngài. Lucia đã trả lời một cách đáng phục: "Ồ, giờ thì tôi chẳng còn gì nữa để dâng. Tôi dâng chính mình như bánh thánh lên Thiên Chúa tối cao." Ông run rẩy trước mặt Thiên Chúa: "Còn tôi kính sợ Thiên Chúa. Ông muốn làm đẹp lòng người đời, còn tôi chỉ có một ước vọng, đó là làm đẹp lòng Chúa Kitô thôi." Nhà cầm quyền liền trao Lucia cho bọn dâm đãng vào trong nhà thổ. "Cứ xài nó cho thoải mái đi. Khi các người báo tin cho ta là nó đã chết là được rồi. Cứ xài nó cho thoải mái." Nhưng Lucia đã thành một sức mạnh khủng khiếp, khiến bao nhiêu sức lực của họ cũng không thể kéo Ngài đi được. Người ta kêu các phù thủy, rồi người ta đưa bò đến để kéo Ngài đi, nhưng mà không nghĩa lý gì, vẫn hoàn toàn không làm gì được trước sự bất động của Lucia. Viên tổng đốc giận dữ hét lớn: "Cái con nhỏ này, mày có bùa ngải gì sao mà mày mạnh thế? Bằng này thằng con trai mà không kéo mày đi được vào nhà thổ là sao?" Thánh nữ đáp: "Tôi chẳng có bùa chú gì hết. Đó là sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa. Người cứu vớt tôi vì tôi thuộc trọn về Ngài." Kéo không được, người ta tức giận lấy lửa đốt cho Lucia phải dãy đặt lên, nhưng cũng không chạm tới được Lucia. Sau cùng thì người ta dùng giáo đâm vào cổ Ngài. Nhưng Ngài còn tiên báo một cách lạ lùng: "Tôi báo cho các người biết rằng giáo hội của Thiên Chúa được ơn bình an. Vì hôm nay Diocletiano bị đuổi khỏi đế quốc, Maximiano phải chết, và như Cantana vui sướng được chị tôi là Agatha bảo trợ, thì thành Syracusa được Chúa ban cho tôi nếu các người hết lòng thực hiện thánh ý Chúa." Và dân Sicily thấy Pasca bị xiềng, Caesar biết được rằng ông ta sẽ chiếm thành. Lucia trước khi chết đã được rước mình thánh Chúa do các linh mục đem đến. Lucia đã chết vì đạo khoảng năm 303. Lucia do tên từ ngữ Lux. Lux có nghĩa là ánh sáng. Như ánh sáng, gương mẫu đời Ngài dẫn các linh hồn lên trời. Tên Ngài khiến những ai đau mắt thường kêu cầu thánh Lucia. Viên tổng đốc truyền lấy lửa thiêu đốt Ngài, nhưng lửa cũng không chạm đến được thân của Ngài. Cuối cùng thì ông phải dùng gươm đâm vào cổ Ngài. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện của Lucia. Cái điều mà chúng ta cần nhớ đấy là Lucia có nghĩa là ánh sáng. Và mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi, các con là ánh sáng cho thế gian. Người ta nhìn vào gương sáng của các con, người ta nhìn vào những việc lành của các con làm để mà ngợi khen cha các con trên trời. Nhất là các anh chị em và các bạn đi theo con đường lòng thương xót, làm sao phải để cho ánh sáng lòng thương xót chiếu rọi trong lời nói, tư tưởng và việc làm của các bạn. Việc làm gì mình cũng quang minh chính đại, việc gì cũng rõ ràng, sòng phẳng, thẳng thắn và trung thực. Đó là ánh sáng. Sống một cuộc đời đầu đội trời, chân đạp đất, mắt nhìn thẳng, không lấp liếm, không quanh co, không giấm dúi, không có lèo lươn lẹo vân vân. Cứ thẳng đường mà đi, cứ thoải mái sòng phẳng mà sống, chả phải vì cái này
vì ham hố cái này, vì muốn được cái lợi này, rồi phải luồn cúi, rồi phải nịnh nọt, rồi phải lấy lòng người này, lấy lòng người kia. Như Lucia trả lời trước quan tổng trấn: Ông sợ Thiên Chúa, tôi là tôi kính mến Ngài. Ông lo làm đẹp lòng thiên hạ, còn tôi chỉ lo làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ tử đạo. Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình ngoại giáo, nhưng hiền lương chất phát. Từ thuở bé thì cậu có tên là Thu. Chẳng may người cha mất sớm, bà mẹ phải đưa chị em cậu đến giúp việc cho một gia đình công giáo ở xứ Như Lý, tỉnh Quảng Trị. Nhờ gương sáng đời sống đạo đức của gia đình này, cậu cảm thấy mến mộ đạo. Khi mọi người trong nhà đọc kinh sáng tối, cậu thường lắng nghe, học hỏi và cuối cùng xin mẹ cho gia nhập đạo. Sau một thời gian học giáo lý, cậu được lãnh bí tích rửa tội. Năm ấy cậu được 12 tuổi, chọn Thánh Simon làm bổn mạng. Yêu mến Chúa Giêsu, cậu không muốn dừng lại ở đó, nhưng muốn theo sát phục vụ Chúa Kitô trong đời tu trì. Từ đó gần gũi tiếp xúc với các cha trong họ đạo, cậu ước muốn đi tu giúp việc Chúa. Cậu đến xin cha sở và được Ngài hướng dẫn một thời gian rồi gửi vào chủng viện. Nhưng trong lúc tu học ở đây, cậu thấy ý Chúa muốn cậu làm chứng cho Chúa ở giữa đời hơn. Nên sau khi bàn hỏi với cha linh hướng, cậu xin trở lại gia đình, theo học nghề thầy thuốc với một danh y trong vùng. Nhờ có năng khiếu, nhất là nhờ Chúa thương, cậu học hành giỏi giắn và khi ra hành nghề lương y, Simon Hòa chữa bệnh thật hiệu quả. Bệnh nhân khắp nơi tuôn đến nhờ ông chữa trị và ông chữa lành cho nhiều người. Do đó, danh tiếng của ông ngày càng lan rộng. Ông được dịp giúp đỡ nhiều người, nhất là những người nghèo khó, già yếu, cô thân. Lúc đó, ông thấy cần có một người trợ lực, vừa để làm bạn đời, vừa là phục vụ bệnh nhân. Ông lập gia đình, sinh được 12 người con. Ông bà tận tụy lo giáo dục con cái, trong khi vẫn nhiệt thành chăm sóc những người bệnh. Dù bận bịu với bao nhiêu công việc như thế, ông bà luôn luôn chu toàn bổn phận đối với Chúa, sống đời đạo đức, kính mến thờ phượng Chúa hết lòng. Giáo dân thấy vậy thì chọn ông làm trùm họ để cộng tác với cha sở, phục vụ các linh hồn. Từ ngày nhận chức trùm trong họ, ông càng cố gắng sống đạo đức sốt sáng hơn, để làm gương cho mọi người. Thấy ai nguội lạnh bê tha, ông khuyên lơn an ủi. Những người nghèo khó bệnh tật, ông tận tình giúp đỡ chăm sóc. Đối với việc nhà chung, ông nhiệt thành lo lắng. Trong thời buổi cấm đạo, nhà ông là nơi trú ẩn an toàn cho các linh mục. Năm 1839, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bách hại công giáo ác liệt. Mặc dù biết việc chứa chấp các đạo trưởng là nguy hiểm đến tính mạng, ông vẫn can đảm cho các ngài ẩn náu trong nhà. Khi thấy nhà mình không được an toàn, ông mới tìm cách đưa các ngài đến chỗ ẩn náu bảo đảm hơn. Đức cha Thể cũng có một thời gian ngụ tại nhà ông. Đêm 13 tháng 4 năm 1840, ông dùng thuyền chở đức cha Y đến làng Hòa Ninh ẩn trốn. Thuyền của ông bị phát hiện. Quân lính đuổi theo bắt ông và đức cha, giải về huyện Dương Xuân, rồi về Quảng Trị 2 tháng, sau đó nộp về Huế. Trong thời gian này, ông giúp đỡ các anh chị em tù bốc thuốc chữa bệnh. Ông còn khuyên bảo họ trung thành với Chúa cho đến cùng. Cùng chịu khổ như các bạn tù, có khi còn hơn nữa, nhưng ông vẫn lạc quan, bình tĩnh, an ủi, khích lệ các anh em, giữ vững đức tin. Trong thời gian 8 tháng ở Huế, quân lính điều ông ra tra tấn đến 20 lần. 20 lần bị tra tấn bằng đủ mọi cực hình đau đớn ghê tởm. Nào là đòn vọt, kìm kẹp, nung lửa. Nhiều lần ông kiệt sức ngã gục, nhưng đức tin của ông không gục ngã. Ông vẫn cương quyết trung thành bền đỗ theo Chúa, dù phải khổ đến đâu.
phải chết cách nào, ông cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là làm chứng cho Chúa là Chúa cả trời đất và đạo Chúa là đạo thật. Khi các con chiên đến thăm, ông khuyên: Cha yêu thương các con và hằng nhớ đến các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn. Hãy lo chăm sóc mẹ và cùng mẹ lo việc nhà. Từ nay cha không thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khó, cha xin vâng chọn. Quả thật, nỗi lòng vị y sĩ Simon Hòa lúc đó, yêu kính Chúa nặng tình nhà, trăm cây nghìn đắng, vẫn cam một lòng. Và Chúa đã thưởng lòng bền đỗ chịu khổ của ông. Ngày 10 tháng 12 năm 1840, quân lính dẫn ông ra nơi cống chém gần chợ An Hòa tại Huế. Đến nơi, quan còn cố bảo ông đạp lên thánh giá bỏ đạo. Ông đáp: Tôi cố gắng tin theo Chúa đến giờ này, đã hơn 20 lần bị tra tấn hành khổ. Lẽ nào đến giây phút sắp được chết vì Chúa mà tôi lại chối Chúa bỏ đạo? Thôi, xin quan cứ y án mà thi hành. Thế là sau hồi chiêng trống báo hiệu, đầu vị anh hùng đức tin rời xuống, linh hồn về nơi cực lạc muôn đời. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 tôn phong chân phước cho Ngài. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh. Amen.